Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video để nói cho các bạn. Đó chính là 8 điều các bạn tuyệt đối không được làm nếu như các bạn muốn khiến cho một cô gái thích bạn. Thật sự cái này nói vậy thôi nhưng mà nhiều người gặp phải cực kỳ luôn. Nhiều khi các bạn sẽ ấn vào nút tự hủy luôn nếu như mà các bạn nói những cái điều này ấy. Ví dụ như là người ta đang kiểu hơi thích bạn rồi, đang kiểu cũng có cảm tình với bạn rồi, thế xong rồi là bạn nói những cái điều này là chắc chắn là người ta sẽ không thích bạn luôn á. Nhưng mà không sao, có mình ở đây và video này sẽ hữu ích cho các bạn. Đầu tiên đó chính là đừng nói những cái câu bông đùa khó nghe nếu bạn chỉ muốn nói như vậy để tỏ ra là hài hước. Có một sự thật mà không ai nói cho các bạn, đó là gần như tất cả các cô gái đều ghét những cái câu nói như thế. Và một cái lỗi sai siêu phổ biến ở con trai có thể là các bạn kiểu không biết nói như thế nào để cho nó hài hước và không biết như thế nào mới là hài hước. Nên là đôi khi các bạn nói những câu đùa ấy nó cực kỳ là khó nghe luôn. Xong rồi các bạn biết không, các bạn tưởng như thế là hay, tưởng như là hay, nhưng mà thề là nó sẽ khiến cho các bạn bị người ta xa lánh luôn ấy. Giống kiểu mấy câu đùa như là hôm nay em phối đồ đẹp quá, anh muốn phối giống em. Đồng ý là ý của bạn, nghĩa là đùa là bạn muốn phối quần áo giống như họ đúng không? Nhưng mà ở cái câu nói mà các bạn nói ra lúc đầu ấy, nghe thực sự nó giống như kiểu một cái câu sex dốc với bọn con gái ấy, và nó sẽ nghe nó rất là khó chịu và chẳng con gái nào thích nghe mấy câu đấy cả. Và khi mà các bạn nói mấy câu đấy thì nói thật là chẳng ai còn muốn thích các bạn nữa luôn ấy. Và thực sự là mình biết là đôi khi bạn chỉ muốn nói đùa thôi, bạn không có ý gì xấu cả, nhưng cái việc đùa mà khiến cho người ta không vui ấy thì lại thành là vô duyên. Đấy, hoặc là một cái trường hợp nhá, hôm trước mình xem một cái chương trình hẹn hò, xong rồi nói chung là hai bên nói chuyện cũng đang rất là kiểu bình thường, rất là kiểu nghiêm túc. Nói chung xong bạn nữ hỏi, chỉ hỏi rằng là thế chiều cao cân nặng của anh là bao nhiêu. Xong bạn nam trả lời là anh cao 1m5, nặng 80kg. Ủa gì vậy? Kiểu mình không hiểu nổi luôn là tại sao bạn ấy lại trả lời như thế, kiểu nghe nó rất là cợt nhả ấy. Trong khi đấy không phải là chiều cao cân nặng của bạn đấy đâu nhá. Nói chung là không thể hài hước thì hãy nói chuyện bình thường. Nếu như mà các bạn không muốn rằng là tự nhiên tại sao các bạn lại bị ghét ấy, thì các bạn hãy cố gắng đừng nói ra những cái câu đùa mà nó chẳng vui một chút nào, đừng nói ra những cái câu dốc mà khiến cho người khác tổn thương. Và mình phải nói thật là từ trước đến nay mình nhận ra một điều rằng là rất nhiều các bạn, kể cả các bạn nam và kể cả các bạn nữ nhá, nếu như mà các bạn không có người yêu ấy, trừ những cái trường hợp là các bạn ấy không muốn có người yêu, các bạn ấy cảm thấy thích cái cuộc sống một mình, thì những cái người mà họ muốn có người yêu, họ rất là muốn có người yêu rồi, nhưng mà họ không có người yêu ấy, thì cái vấn đề thực sự, mình thấy cái vấn đề ấy, nó thực sự không phải nằm ở việc là do bạn không đẹp, do bạn không đủ giỏi, do bạn không đủ tốt đâu. Nó không phải nằm ở những cái vấn đề như thế, mà cái vấn đề chính khiến cho bạn không thể có người yêu ấy, nó lại nằm ở cái vấn đề giao tiếp của bạn. Nhiều người thì lại quá là ngại ngùng, và nhiều người thì lại không biết bộc lộ cảm xúc như thế nào. Mà các bạn biết không, những cái lời nói ấy, thực sự là nó nhẹ tựa lông hồng, nhưng mà nó lại có một cái sức nặng cực kỳ lớn. Bây giờ hai bên cũng đang thích nhau rồi, nhưng mà bạn mà nói một cái lời nào đấy nó vô duyên, nó vô duyên quá đi, nó vô duyên không thể tha thứ được đi, thì ngay lập tức bạn sẽ bị cho vào danh sách đen của họ luôn. Nên thật sự là các bạn hãy chú ý điều này nhá. Tiếp theo, điều thứ hai đó chính là các bạn đừng nói về những cái cô gái trong tưởng tượng của các bạn với cái cô gái đấy. Sao nhở, mình phải dùng từ như nào nhở? Mình phải dùng từ là đây chính là một cái việc làm ngu xuẩn nhất nếu như mà bạn đang muốn tán tỉnh một cô gái. Và phải nói sao nhỉ, cái này ấy cũng là một vấn đề mà rất nhiều người mắc phải luôn. Và chả hiểu sao rất nhiều người kiểu khi hết chuyện để nói, khi không biết nói gì nữa, lại muốn có chuyện để nói, thì tự nhiên lại bị nhắc về người yêu cũ này, nhắc về một hình mẫu con gái lý tưởng của bạn trong tưởng tượng này, hay là nói về một cô gái nào đó khác, hay là khen một cô gái nào khác. Và sao? Vậy là xong rồi. Bây giờ nói chuyện với bất kỳ một cô gái nào khác ấy, đặc biệt là với người mà bạn thích ấy, thì bạn tuyệt đối không được nhắc đến người con gái khác. Cái này là quan trọng, tuyệt đối luôn, không được nhắc đến, các bạn hiểu không? Kiểu nó gọi là có dao kề bên cổ các bạn cũng không được nhắc đến ấy.
Và thực sự là lý do thì cũng chẳng biết sao nữa, bởi vì con gái mà nó luôn luôn sẽ có rất nhiều cái chữ tưởng tượng. Cái trí tưởng tượng của con gái vô cùng phong phú. Khi mà bạn nhắc đến một cái cô gái nào khác là họ sẽ tưởng tượng ngay 7749 thứ. Nên là cái điều này các bạn cũng cực kỳ phải lưu ý nhá. Điều thứ ba mà mình muốn nói với các bạn đó là các bạn đừng nhìn hoặc là đừng chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của cô ấy. Thực sự thì không nói cho các bạn cũng biết, đây ấy là một cái hành động nó tuyệt đối là cấm kỵ luôn. Và chắc chắn rồi cô gái ấy sẽ nghĩ rằng bạn là kẻ biến thái. Cái này thì nó quá là rõ ràng rồi. Nói thật đấy mà, con gái thì nó rất là nhạy cảm với điều này. Nên là khi mà chưa quá thân thiết ấy, chỉ cần chạm vào vai thôi, con gái đã cảm thấy khó chịu rồi. Chưa nói là chạm vào bàn tay, chạm vào chân hay là chạm vào những cái bộ phận khác trên cơ thể. Và đương nhiên với cái vấn đề như này ấy, thì đôi khi các bạn chỉ là vô tình thôi, nhưng mà các bạn cũng phải hết sức cẩn thận. Và cái ánh nhìn của các bạn ấy, các bạn hãy chú ý cái ánh nhìn của các bạn. Mình biết là trong đầu các bạn đang nghĩ đến chuyện gì, mình biết là trong đầu các bạn đang muốn nhìn vào đâu. Thế nhưng nhá, hãy cố gắng là giữ một cái ánh nhìn nó rất là lịch sự. Đấy, các bạn giữ một cái ánh nhìn thật là lịch sự với cô gái đấy. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là cái phép lịch sự cơ bản thông thường thôi. Và đương nhiên chẳng cần một cái lý do gì cả, bạn cũng bắt buộc là phải làm những cái điều như thế. Nếu như các bạn không muốn trở thành một cái kẻ biến thái và bị con gái sợ và kiểu xa lánh. Điều thứ tư mà mình muốn nói với các bạn đó là các bạn đừng cố kiểu lấy cái gì từ cô gái đấy, hoặc là đừng có quát mắng hay là có những cái hành động mang tính chất nó hơi mạnh mẽ và nó hơi bạo lực một chút với cô gái đấy. Thật ra kiểu con gái với con trai thì nó khác nhau ấy, nên là nhiều khi một cái hành động của con trai tưởng là rất là nhẹ, kiểu một cái kéo thôi, kéo tay thôi rất là nhẹ, nhưng mà đối với con gái thì cái lực đấy đối với con gái thì lại là mạnh ấy. Giống kiểu các bạn hay kiểu nghe mấy câu như là anh quát em à, kiểu nói to thế á ấy. Giống kiểu bạn nghĩ là mình chỉ nói bình thường thôi mà, đấy không phải là nói to. Nhưng mà đối với con gái ấy, thì đôi khi như thế lại là quát rồi. Nên là một cái điều lưu ý đó là khi mà các bạn nói chuyện với con gái này, hoặc là khi các bạn đối xử ấy, thì các bạn kiểu cố gắng là kiểu nhẹ nhàng nhất có thể ấy. Giống kiểu khi mà làm cái động tác này, kiểu là động tác kéo tay, kéo lại, các bạn làm bình thường thì các bạn dùng 10 phần lực của các bạn, thì bây giờ các bạn chỉ dùng 2 phần lực thôi. Kiểu 2 phần thôi, kiểu càng nhẹ nhàng, càng vừa đủ thôi thì nó sẽ càng ghi điểm. Tiếp theo, điều thứ 5 mà mình muốn nói với các bạn đó chính là đừng trở nên tiêu cực. Bây giờ các bạn phải luôn nhớ trong đầu cho mình này, là các bạn hãy cố gắng luôn luôn nói và luôn luôn nghĩ một cách nó rất là tích cực ấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn theo đuổi một cô gái, đôi khi bạn quá mong muốn một cái điều gì quá, kiểu bạn muốn lắm rồi, nhưng mà nó lại vẫn chưa được. Thì lúc này sao? Các bạn rất dễ là trở nên tiêu cực luôn. Và cái tiêu cực đấy thì nó lại rất dễ kiểu lan sang cái cô gái đấy ấy. Bạn sẽ dễ khiến cho người ta cảm nhận được cái sự tiêu cực ở trong bản thân bạn, cái sự thất vọng ở bản thân bạn ấy. Và thật sự là có một điều mình đã nói đi nói lại với mọi người rất là nhiều là ai ấy thì cũng có những cái mệt mỏi riêng trong cuộc sống rồi. Thật sự. Nên là mọi người sẽ không phải là lúc nào cũng quá sẵn sàng để đón nhận thêm những cái mệt mỏi hay là những cái tiêu cực từ người khác đâu. Nên là các bạn hãy chú ý điều này nhá. Thực ra là mình không nói là các bạn phải luôn luôn tích cực, và các bạn không tích cực nhưng các bạn phải cố tỏ ra là các bạn tích cực. Tuy nhiên là chúng ta cần phải chú ý để không khiến cho cái cô gái bạn thích ấy, họ cảm nhận được quá nhiều cái sự tiêu cực từ bản thân bạn và không than phiền, thì cái điều đấy sẽ giúp cho bạn tốt hơn trong cái quá trình mà bạn có thể theo đuổi họ hoặc là tán đổ họ nhé. Và cái điều cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó chính là đừng suy nghĩ quá nhiều về cô gái ấy. Thật ra ai cũng biết rằng là cuộc sống thì có rất là nhiều thứ, không chỉ có mỗi tình yêu và không chỉ có mỗi cái cô gái ở trong mộng của bạn. Đương nhiên là khi mà chúng ta đang thích một ai đấy thì chúng ta say đắm trong đấy, chúng ta chìm đắm trong đấy, và chúng ta nghĩ rằng là cuộc sống chỉ có mỗi cô gái đấy thôi. Cô gái là tuyệt nhất, cô gái đấy là người đem lại mọi cái niềm vui trong cuộc sống cho bạn. Thật ra thì cái điều đấy nó không sai, nó không sai một chút nào, nhưng mà nó chỉ không tốt cho bạn thôi. Và khổ một nỗi là nhiều người lại không có thể kiểm soát tốt cái việc đấy. Nhiều người lại cứ nhắn tin suốt ngày liên tục, cứ đến nhà, đến trường học, như kiểu là lúc nào cũng muốn nhìn thấy người ta, lúc nào cũng muốn gặp người ta, trong khi thì người ta cũng không đồng ý ấy. Và nếu như bạn làm như thế quá nhiều thì
tự nhiên nhá, tự nhiên bạn lại có thể trở thành một kẻ rình mò đấy. Và con gái mà nó nhạy cảm với điều này lắm, nên là cái điều này cũng là một điều mà chúng ta cũng phải cực kỳ chú ý nhá. Và đây có một điều kiểu mình thấy nghe thì nó có vẻ buồn, nhưng mà cùng với một cái sự quan tâm như thế nhá, đối với những người mà kiểu có ngoại hình đẹp này, có ngoại hình đẹp hơn này, thì bọn con gái nó lại thích, nó lại cảm thấy như thế là quan tâm, chăm sóc, ấm áp. Nhưng mà đối với những người mà nó không thích ấy, xong nó cảm thấy là ở anh này nhìn kiểu không đẹp lắm các kiểu ấy, thì nó lại cho rằng đấy là rình mò. Kiểu biết rằng là ngoại hình ấy thì nó không nói lên được cái bản chất hay là cái tính cách của con người. Thế nhưng mà trong cái cuộc sống hiện nay ấy, thì mọi người cũng rất là coi trọng ngoại hình. Nên là một điều mình cũng nói với các bạn rất nhiều lần rồi, là nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là không tự tin về cái ngoại hình của các bạn nhé, mình không biết là đẹp hay là xấu hay như nào, nhưng mà các bạn cảm thấy là mình chưa tự tin về cái ngoại hình của các bạn ấy, thì các bạn có thể cố gắng để có thể cải thiện cái ngoại hình của bạn để khiến cho bạn cảm thấy tự tin hơn. Thực sự là khi mà bạn có thể tự tin về cái ngoại hình của bạn ấy, thì bạn sẽ trở nên thu hút hơn rất là nhiều lần. Và mình nghĩ đối với con trai ấy, thì cái việc mà cải thiện ngoại hình ấy thì nó cũng không phải là quá khó đâu. Các bạn có thể để ý đến đầu tóc một chút này, rồi là để ý đến cái cách ăn mặc của các bạn để sao cho nó phù hợp với cơ thể của các bạn. Và điều quan trọng nhất chỉ cần là sạch sẽ và gọn gàng thôi. Đối với con trai ấy, như thế mình thấy đã là quá đủ rồi. Thêm nữa về cái vóc dáng của các bạn này, nếu mà các bạn đang cảm thấy rằng là mình quá gầy hoặc là quá béo ấy, thì có thể nhấc mông lên để tập thể dục này. Chưa cần là phải đến phòng gym đâu, mà có thể kiểu tập thể dục chống đẩy các thứ này đấy. Và trong một trường hợp nữa là nếu như các bạn quá béo và các bạn dùng mọi cách không thể giảm cân được ấy, thì các bạn có thể dùng thử Coffee Idol Slim nhá. Mình nghĩ rằng với những cái người bận rộn ấy và không có thời gian để tập luyện nhiều, hoặc là những cái người mà đã tập luyện rất là nhiều rồi nhưng mà không cảm thấy hiệu quả lắm ấy, thì có thể dùng thử cái sản phẩm Coffee Idol Slim này. Đây là một sản phẩm mà mình đã dùng và mình cũng đã giảm cân thành công, và mình cũng đã tư vấn được cho rất nhiều bạn sử dụng và giảm cân thành công rồi. Nên là nếu mà các bạn quan tâm ấy, thì có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình phuong.zoe nhé. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.